Rồi chào các bạn và quý vị khán giả. Hôm nay thì có ông anh ở xóm mình nhờ mình đăng chiếc giỏ composite lên bán. Chiếc giỏ thì mình thấy cũng rất là im mấy bạn. Mới giỏ này ảnh mới ảnh mua về ảnh cào hến cào sò đó. Có cái mùi trước nè. Đó nhưng mà không có sạp ha. Nó cào rồi cũng như nóc vậy đó. Đó kích cỡ cái chiếc giỏ này thì thông số nó là chiều dài là 11.2, chiều ngang lại là lái là 1.7 các bạn. 11.2 chiều dài, lái là 1.7, máy là nít xăng 32. Đó, mình quay cái giỏ xong rồi xíu nữa mình lại mình quay cái máy sau á. Máy thì cốt hơi đầu kia thì ảnh bao luôn. Máy này ảnh chạy cái quạt dịch hình như mình thấy ăn sao đâu là bằng cái inox mà hoạt dịch đâu cao tốc gì đó. Chiếc này chạy là khoảng 60 cây số một giờ đó bạn. 60 cây số một giờ đó. Mũi đây, mũi này cũng vừa, chiếc này chạy giọt dữ lắm luôn. Chiếc này là tâm hạ là khoảng 9 tấc, tâm hạ là khoảng 9 tấc các bạn. Mùi trước mùi sau bình 102 á, là một cái bình là 102. Cái này là mình đề 12 hay 24? Đề 12. Rồi bây giờ mình sẽ xuống ghe quay kỹ hơn cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình đi. Giờ mình đi xuống ghe các bạn. Đó, ra vỏ. Vỏ này cũng rất là vững. Cái mui trước thì dài 1m, 2m, khoảng tầm khoảng 2m rưỡi. Đó, dưới lường thì rất là kỹ luôn. Cái này anh mua về anh nâng cấp lên đó bạn. Đó, ghe vỏ rất là sạch sẽ luôn, bề ngang 1.7, bề dày 11.2 nha. Đó, anh cho hết luôn. Đó, bây giờ nè, vỏ này thì nói chung thì khỏi lo đâu, ảnh này ảnh xài kỹ lắm. Đó, dưới lường này ảnh có đổ một lớp gì, wow, rất là cứng luôn. Thường thường là mấy cái vỏ mỏng á, mình gõ gì là nó kêu bùng 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 các bạn. Còn này kêu cục á, thốn á. Wow, cứng các bạn, mình dậm nè, không có lúc nhích gì luôn. Đó, mấy cái này là ảnh cây dưới keo, cây rồi ở đâu ảnh đổ keo vô trong này nè. Chỗ này từ trước tới sau luôn, cũng như là vô cây, vỏ dùng mình thì vô cây rất là nhiều. Đó, còn ở trước này là ảnh đổ keo. Rồi dán đó bạn, dán. Dán và ảnh lắp keo lại nè. Nghe một bọc nè, như dán là lắp keo á. Đó, vỏ thì chạy giọt dữ lắm luôn á. Chỗ này chạy khoảng anh nói đâu là 60 cây các bạn. Xăng 33 mà. Đó, 32. Lộn, chạy đâu có vừa đâu. Đó, đây là mình sẽ phóng gần cái mũi lại cho các bạn xem á. Đó, đây là cái phần mũi đây. Mới đàng hoàng, không có một chỗ mà vết chày xước gì hết. Nói chung là vỏ đây là quá ok luôn. Các bạn xem hết video rồi mình sẽ nói giá sau á, quay coi cái giá nó có xứng với cái vỏ này hay là không. Và cái bình ga. Bình ga này cho luôn hay vậy? Bình ga. Bình ga với bếp ga là lấy lại đúng không? Rồi cái nào lấy lại nữa không? Lấy cái thao bự rồi, cái đó ba thao rồi, thao bự. Bình ga với bếp ga là ảnh lấy lại. Đó. Còn đèn pha này là cho luôn nè đúng không? Đó, đèn pha gạo gì ảnh mới đi đặt hỏm về ảnh đậu tới giờ luôn. Đó, bình ga bếp ga anh lấy lại á. Đó, với cái thao bự ảnh lấy lại rồi. Ở đây thì nó có cái mấy cái tàu dừa hơi khuất, các bạn xem thông cảm á. Đó, rất là vững luôn. Mình đứng nghiêng một bên á mà nó vẫn không nghiêng nha các bạn. Đó, hai cái thao nè. Đó, vỏ của ảnh nè. Đó, nhìn rất là sạch sẽ cứng các bạn. Nói chung cái vỏ này là thiệt là mình bao các bạn là cứng luôn á. Vỏ này ở sớm mình đó, anh ảnh ở sau hè nhà mình luôn. Đó, cào thì hai cào inox luôn vậy. Đây mình lội ra nó hai cào inox luôn. Đó, hai cào này hàng càng không là bổn tiền rồi đó. Đó, miệng cào mà inox luôn. Cái này anh cũng cào sò, cào ốc đồ kia nè. Cái miệng có cây gạt các bạn. Ở trước thì có dép, có sắt liệt đồ kia nữa nè. Mình quay lại cho các bạn xem cho nó rõ ha. Đó, inox. Cào này khoảng chừng 1m2 các bạn. Máy nhỏ mà, 1m2 nha.
Đó, còn phần xe lái đằng sau thì mình cũng bao cứng luôn. Chung vỏ này đứng là nhảy á, nhảy là không bao giờ mà thụng thụng hay là có cái vấn đề gì mà nói mà cái vỏ mà nó yếu hay là cái gì hết. Đó, đây có một cái cây cào đây. Mấy cái này là nứt dây nè, nứt mấy cái lỗ là nứt dây á. Coi coi bãi sình hay là bãi gì á. Là ảnh nứt dây. Như là chỉnh cho cây cào nó ăn hay là không đó. Đó, nội cây cào này không là bộn tiền rồi đó. Xài bởi vì lần tốn lần khó ha. Hàng một lần một là xài hoài. Đó, ở trên này thì một miệng cào nữa đây. Đó, trên này thì miệng cào có lưới sẵn luôn. Cái cây ngang là mỹ nóc luôn nè, lái bề ngang là 1m7, dài 11m2. Máy thì nít xăng 32, cốt hơi là ảnh bao luôn các bạn. Máy này ảnh chạy dữ lắm á. Đó. Đây mình sẽ quay cái bằng lái. Đây cái lái đây các bạn. Có cái bơm. Đây có cái bơm đây ha. Cái này thì bằng cái tay lái bằng inox nè. Bánh lái bằng inox hay bằng sắt? Ơi. Bánh lái bằng inox hay bằng sắt? Anh ấy bánh lái là nguyên hết luôn mà inox á. Anh ấy bánh lái bằng inox. Đây cái này bằng inox các bạn. Này inox đây. Cái bọc lắp keo đó bằng inox luôn nha. Bọc này bằng inox luôn. Đó, đây. Đó, vỏ này thì sao lái nè, vỏ PK này nó quá ngon rồi, vỏ nói chung mày mấy cái vỏ dài á, trọng tải nó chở dữ lắm á. Đây rồi bây giờ mình sẽ quay cái phần máy. Đó, trục bô độ trục bô vàng luôn dữ chưa, giống bên Thái Lan vậy các bạn. Đó, chơi trục bô titan gì vàng gì tè lấy hết trơn luôn. Xăng 32, cốt hơi là ảnh bao luôn. Đây là cục limo sạc với cái bình nè. Anh lấy cái bình đâu 120 vậy các bạn. Đó, máy này thì ảnh có sơn lại rồi á. Đây cái thông số đây. Đó, máy nước xăng các bạn. Máy xịn nha. Cái này thì chạy đi ghét. Đi ghét. Chạy đi ghét luôn á. Cái này bằng inox luôn hay vậy? Quá dữ. Một lát bằng inox luôn. Một lát bằng inox. Còn cái vàng cầu này là bằng kẽm. Vàng kiếu bằng kẽm á. Cái ống nó bị inox. Ở sau là muỗng nước đồ kia. Hoặc dịch thì inox. Hoặc dịch bằng bằng thạch. Kiểu quán thái luôn đúng không? Đó. Hoặc dịch này. Những hoặc dịch là biết là chạy dữ rồi. Đó. Dữ chưa? Muỗng nước bằng inox nè. Dính cỏ gác gì tà le ở trên luôn. Bọc. Và kịch bằng kiểu quán thái luôn, tức là xoắn á, chạy dữ lắm. Còn dịch mấy mấy tắc nhưng mà vừa chạy đúng không? Một dịch bằng thái các bạn. Rồi rồi để quay cái này xong đi rồi quay bên vòng vòng cái máy xong rồi quay bên kia sau. Đó, máy chụp bô. Đó, bình ảnh đậu đây anh sợ ăn trộm lấy bình á ảnh đem lên bờ rồi. Ở cái e bằng inox luôn này xài để ghét các bạn. Lắp này khoảng chừng 25 vàng lắp thì cũng chưa có xét. Ở cặt te này lắp keo nè, thường thường cặt te lắp keo rồi xài nó kỹ á, xài nó im á bạn. Máy bao hơi bao cốt luôn. Ở máy là bao cho mấy anh em luôn á. Ở sao cái chiếc ra chiếc này nó bề ngang nó nhỏ thiệt nhưng mà nó cũng vừa tâm hạ đầu nó cao, nước lái đầu ghế cao xíu nó ngày sau lái mình quay tới cho bạn xem. Giỏ dữ lắm. Đây mình đang đứng một bên nè, mình nhúng mình nghiêng mà không sao luôn á.
không có là hề hắn gì luôn, tay đi một bên luôn. Đó, quật dịch cái bằng inox, cái khúc cái sau đuôi tôm này bị inox toàn bộ hết, quật dịch láp, còn cái đuôi tôm cái láp thì phân nửa bằng sắt, phân nửa bằng inox. Đó là cái sau lái sau nè, cao, tính ra cao dữ dằn luôn các bạn. Đó, nhìn trong máy mà thấy mà còn cao nữa. Đó, đây máy đây, để phút mấy cái cây đậu trong này nó cũng mát, bạn xem hơi phút cứt không rõ không cảm như mình ha. Đó, xe lái cao dịu dợi luôn, nhỏ này chở khẩm nó chạy dọt dữ lắm luôn á, bị nó cao la be đó, xuống khẩm nó dựng nó nhỏ lắm. Đây là cái phần mũi đây, mũi cũng cao quá bạn, mũi này thì nói chung không có cắt cho mấy cũng vừa đó, đi không có chọt đâu, nhìn cái mũi là biết rồi đó, nó hơi ngay các bạn, bị nó cao be đó, thấp thì nó cũng không có thấp đâu, nó cũng không có thấp hơn mấy chiếc khác đâu, nhưng mà nó cao be, cái hai cái nách hai bên nó cao. Ở đây là cái dáng vỏ mép bề ngoài các bạn. Ở chiếc này là anh kêu giá là 60 triệu còn thương lượng nha. Rồi mình sẽ để số điện thoại, có anh em nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại mình nha.